Xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ Gia đình được phát sóng vào lúc 12 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Kính thưa quý vị, thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi cho những loại dịch bệnh phát triển, trong đó có dịch đau mắt đỏ. Tuy là một căn bệnh lành tính, tuy nhiên nếu như chúng ta không điều trị sớm thì bệnh sẽ gây ra những ảnh hưởng đối với sức khỏe như là viêm giác mạc, loét giác mạc hay thậm chí là mù lòa. Vậy làm sao để có thể nhận biết sớm về căn bệnh này và điều trị sớm sẽ giúp cho chúng ta có thể hạn chế được việc lây lan đối với những người xung quanh và tránh làm tổn thương về mắt. Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Đặng Thanh Tâm đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được kính chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Thanh Phương cùng quý vị khán giả. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là bệnh đau mắt đỏ có thể chữa trị tại nhà được hay không. Chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn sau khi theo dõi câu chuyện tiểu phẩm sau đây nhé. Xin được kính mời bác sĩ ạ. Dâu. Dạ ma. Cái gì mà con đấm chân con tức bực cái vụ gì hả? Con nghi ngờ anh Tuấn chồng con. Sao? Tuấn là sao? Ngoại tình má ơi. Ngoại tình? Dạ. Ngoại tình với con nào? Ơi con tức là con không bắt gặp được. Nhưng mà nó có những cái thái độ, cái biểu hiện gì mà con nghi nó ngoại tình không? Dạ có chứ má. Má có thấy là lúc nào tới tầm chiều anh đi làm về là hai vợ chồng con cũng chở nhau đi uống cà phê không? Má biết. Mấy ngày nay cứ đi ra quán cà phê ngồi là anh đeo mắt kính đen. Con nói chuyện với anh cũng ngồi im, anh đeo mắt kính đen như vậy nè. Con ơi con, khi nào con đa nghi thái quá không? Con biết bây giờ trời ngoài đường nó nóng dữ lắm mà nó nắng nữa. Nhiều khi nó đeo để cho dịu con mắt đó mà. Nếu như má nói như vậy thì con chấp nhận được đi. Ừ. Ban ngày anh đeo mắt kính đen. Ừ. Còn ban đêm. Ừ. Mà anh cũng đeo mắt kính đen. Cũng đeo kính đen. Giống như là anh muốn con khuất mắt anh đi. Anh nhìn con giống như là một màu đen tối. Anh không muốn nhìn con nữa. Mà ban đêm ngủ mà vẫn đeo mắt kính là dạ, có vấn đề. Chưa má. Má là má chồng của con. Con coi má như má ruột của con vậy. Đúng đó rồi, má thương con lắm. Má phải làm chủ. Dạ thương má, con mới về. À anh mới về nghe em. Đứng lại. Anh vô trong nhà trong. Ngồi xuống. Để má. Anh vẫn đeo mắt kính đen. Con nói chuyện với má với vợ con mà con làm gì con dởm đâu vậy? Con quay qua đây coi. Con không dám đối diện với má với vợ con đâu. Trời ơi. Quay mặt qua đây coi. Con có nỗi khổ của con, đừng ai trong cái nhà này bắt con phải bỏ mắt kính đen ra. Nói đi. Anh làm chuyện sai trái mà anh về anh lớn tiếng với em nữa hả? Sai trái gì? Tại sao lúc nào cũng đeo kính, bỏ mắt kính ra? Anh chán tôi rồi đúng không? Nỗi khổ gì? Anh không muốn nhìn thấy mặt tôi trên cuộc đời này nữa đúng không? Muốn con tháo mắt kính ra đúng không? Ừ. Con tháo ra thì đừng bao giờ hối hận. Sao? Đây. Em hãy nhìn sâu vào mắt anh đi. Ê. Anh bị đau mắt đỏ đó. Ê, đeo vô. Thôi, để con tháo ra. Không, đeo vô, lấy. Ủa sao hai con mắt anh đỏ lồm vậy má? Trời đất bị ơi. Đau mắt đỏ thì nó phải đỏ chứ sao? Ủa sao anh không nói? Thôi được rồi, để con tháo ra. Tháo ra cho gia đình vừa lòng. Thôi, đeo vô. Hai con mắt còn nắm hiếp lại luôn. Rồi nó ngứa mắt, rồi nó chảy nước mắt sống, rồi vàng vàng nữa, rồi mắt con nó đỏ, nó đau nó. Ngứa ngáy khó chịu không? Ngứa ngáy khó chịu lắm. Để má vô má lấy cái chai thuốc mà đau mắt năm ngoái má nhỏ nó má cũng bị đó. Có không? Năm ngoái má nhỏ rồi còn dư má để dành để má lấy làm cái gọi cho con. Cái thuốc á là của ai nấy xài. Thuốc men chứ không phải kẹo bánh mà mời chung với nhau được nha. Với lại năm ngoái má đau mắt, không biết là má đau mắt như thế nào. Nếu mà nhỏ vô lỡ có chuyện gì nguy hiểm lắm má. Đúng rồi. Có không xài thì đi bác sĩ đi tốn kém. Dạ bác sĩ có liền. Nói cho má nghe cho rõ ràng bệnh như thế nào rồi mình sử dụng thuốc sao cho đúng cách. Dạ bác sĩ đây má. Dạ thưa bác sĩ, bệnh đau mắt đỏ thì có những cái nguyên nhân và triệu chứng như thế nào ạ? Bệnh đau mắt đỏ hay còn gọi là bệnh viêm kết mạc, ba nguyên nhân thường thường là do virus, do vi khuẩn hoặc là do dị ứng trong ba nhóm nguyên nhân. Tùy vào trong ba nhóm nguyên nhân, nếu mà do virus ta chuyển mùa từ thời tiết này qua thời tiết kia, lạnh qua nóng thì thường thường đó là cái cơ hội để cho virus nó phát triển. Thì cái triệu chứng của nó trong cái ba nhóm bệnh này nó đều là mắt đỏ, đau mắt đỏ. Tức là đau mắt đỏ là cái phần kết mạc, khi mà ta nhìn vào trong mắt á, phần màu trắng thì nó sẽ xung huyết màu đỏ hết. Rồi nó có những cái triệu chứng như là chảy nước mắt, đau mắt cộm số như có cát, có bụi. Rồi tùy vào những cái nguyên nhân như virus thì sáng ngày nó có gèn, vi khuẩn cũng vậy, có gèn đó là gèn màu xanh hay gèn màu đỏ, màu vàng. Nếu như mà do dị ứng thì nó có thêm hiện tượng là ngứa mắt. Và thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi chúng ta cũng thấy là một nhân vật bị đau mắt đỏ và nhận một cái lời khuyên đó là dùng cái thuốc nhỏ mắt của người bị đau mắt đỏ và năm ngoái lần ạ. Và bác sĩ đánh giá như thế nào về cái lời khuyên này? Chúng ta đều biết là cái thuốc đều có thời hạn sử dụng của nó và đặc biệt là đối với thuốc mắt, khi mà chúng ta đã mở ra cái thuốc mắt ra rồi thì chỉ dùng được thời hạn trong vòng 30 ngày. Và vấn đề quan trọng hơn nữa ở đây là mình không biết là cái bệnh nhân mà đã dùng cái thuốc này năm ngoái đó là
nguyên nhân và bệnh gì cùng một cái triệu chứng như hồi nãy bác sĩ có trình bày là nó có ba nhóm nguyên nhân khác nhau và triệu chứng nó cũng na ná là đỏ mắt. Lời khuyên của bác sĩ là không nên dùng chai thuốc cũ cho cái bệnh hôm nay và nên đi khám mắt để bác sĩ có một cái hướng chẩn đoán đó là nguyên nhân gì và cho ra cái y lệnh để điều trị thích hợp. À, và với chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó là bị đau mắt đỏ có thể tự chữa trị tại nhà được hay không? Xin mời bác sĩ sẽ trả lời câu hỏi đó ạ. Chẳng hạn như nếu mà do virus thì nó sẽ tự khỏi trong vòng 7 tới 10 ngày thì ta có thể dùng là nước muối rồi sau đó dùng thêm nước mắt nhân tạo. Nhưng nếu do vi khuẩn, chẳng hạn những cái con vi khuẩn rất là độc như Staphylococcus hoặc là Haemophilus influenza thì nó sẽ gây ra viêm loét giác mạc nếu nó có biến chứng gây là mù lòa. Cái thứ ba nữa là do dị ứng, thế nên tùy vào nguyên nhân thì phải đi tới bác sĩ, người ta sẽ định ra những nguyên nhân nào, sau đó thì bác sĩ sẽ kê một cái đơn thích hợp không nên điều trị tại nhà. Bệnh đau mắt đỏ có thể theo dõi và thực hiện các thao tác tại nhà như chườm lạnh để giảm khó chịu cho mắt, cho sưng mi. Đối với những trường hợp phải sử dụng thuốc kê toa thì nên đi thăm khám bác sĩ để được bác sĩ cho toa. À, xin bác sĩ có thể cho biết là cái cách phòng ngừa như thế nào, bởi vì đây là căn bệnh có thể lây lan thì mình có thể phòng ngừa được đúng không ạ? Đây là một bệnh lây lan mà theo mùa thì theo Tổ chức Y tế Thế giới hoặc là theo như là Bộ Việt Nam mình là Bộ Y tế thì có những khuyến cáo như là vệ sinh tay thường xuyên, không được dùng những cái vật dụng chung chẳng hạn như khăn mặt nè, kính đeo mắt nè, khẩu trang nè. Rồi thứ hai nữa là nếu như mà đi đường thì ta nên đeo kính để bảo vệ mắt. Còn nếu như mình là người bệnh nhân thì phải nên tới thăm khám để phát hiện ra là bệnh này do nguyên nhân gì mà điều trị. Chẳng hạn như nếu nguyên nhân do dị ứng thì mình phải tách rời cái dị ứng ra. Chẳng hạn như mình chơi với chó, mèo thì những cái lông chó, lông mèo thì cũng gây ra dị ứng. Hoặc là phấn hoa thì mình phải cách ra. Còn thí dụ nguyên nhân do bụi nhiễm, nguyên nhân do virus thì mình phải rửa tay thường xuyên. Rồi mình không được dùng các vật đồ chung. Và những người bệnh nhân mà bị đau mắt đỏ thì mình phải sát khuẩn những cái vật dụng thường ngày và những người nhà thì nên cách ly với những bệnh nhân. Chẳng hạn như những em bé còn đi học thì nên cách ly ra môi trường học để tránh lây lan ra cộng đồng. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện tiểu phẩm ngày hôm nay để xem rằng các nhân vật đã nhận ra vấn đề và khắc phục đó ra sao nhé. Nên nhờ bác sĩ nói mà mới biết đúng là của người nào người đó xài. Dạ đúng. Chứ hơn nữa là thuốc này cũng cả năm rồi. Dạ đúng. Không biết nó có quá đát hay không. Má bậy quá. Hên là vợ con có sáng suốt. Người ta nói sao? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Mà con mà trị theo ý của má là hai cái cửa sổ con nó đóng lại luôn. Không thấy đường luôn. Cúp điện luôn à? Cúp điện. Má xin lỗi. Bởi vậy má nói là con có phước lắm mà con mới cưới được con dâu. Dạ. Lấy được vợ vậy dạ. Nè má cũng có phước mới có dâu hiền. Con bị bệnh mà vợ con không lo cho con. Anh này cũng nói cái vậy. Đúng là vợ chồng phải chia sẻ lẫn nhau. Dạ. Con giấu giếm mà sao nó biết. Em đâu có biết, em cứ thấy anh cứ trùm trùm rồi cứ ra vô. Bây giờ em muốn anh mở mắt ra. Bây giờ nói cái chuyện bác sĩ hồi nãy nói nè. Cái đau mắt đỏ của anh đó thì mình phải đi khám bác sĩ. Rồi bác sĩ cho toa thuốc. Mình nhỏ mắt như thế nào, mình uống thuốc làm sao cho nó hết. Đúng. Theo chỉ định của bác sĩ nha. Đúng. Bây giờ cơm nước mấy đứa đừng lo. Dạ. Để má lo hết. Hai vợ chồng dắt nhau đi khám bác sĩ đi. Dạ. Rồi về nhà là có sẵn có cơm, có nước. Nghe hai đứa con yêu của má. Trời ơi, lâu lâu ngọt ngào. Nghe không quen. Lưu ý giúp phòng ngừa và điều trị đau mắt đỏ. Không dùng chung vật dụng cá nhân như khăn mặt, khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không đưa tay lên dụi mắt, mang kính bảo vệ mắt khi ra ngoài. Chế độ ăn uống cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C, A, E. Khi đau mắt đỏ, người bệnh không nên tự điều trị, cần đến ngay bác sĩ chuyên khoa mắt để được khám và hướng dẫn điều trị. Có thể tự chườm lạnh để giảm triệu chứng phù nề, rửa mắt bằng nước muối sinh lý, sử dụng thuốc nhỏ mắt, thuốc kháng sinh, kháng viêm dưới sự tư vấn của bác sĩ. Người bệnh đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác để tránh lây bệnh ra cộng đồng. Thưa quý vị, như đã chia sẻ phần đầu chương trình, bệnh đau mắt đỏ là một căn bệnh lành tính. Tuy nhiên, chúng ta không nên lơ là chủ quan mà cần phải đi thăm khám để có được những phương pháp điều trị phù hợp để nhanh chóng lành bệnh. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham dự chương trình ạ. Xin cảm ơn MC Thanh Hương và quý vị khán giả. Còn bây giờ xin được mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Ủa sao em biết chị bị vậy? Chị chưa có nói với ai hết mà. Cái phòng sát vách nhau. Em nghe chị nói ôi cha trời ơi sao đau quá. Cái đầu gối tôi sao nó sưng quá. Sáng sớm em đi chợ, em gặp ngay chị Tám. Em nói bệnh tình chị vậy, đau khớp nhức khớp là đắp hết. Trời đất ơi, hay dữ vậy em hả? Dạ. Trời ơi, giờ em đắp vô là lỡ bị gì thì sao? Thảo dược đắp vô là nó hút mấy cái khớp. Không được đắp nha chị. Ở tình trạng của chị nó bị nặng hơn nữa thì sao? Đắp cái lá này biết đâu nó hết thì sao? Em sẽ dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Rồi anh tính làm gì tuyệt chiêu cuối? Là nghe tư vấn của bác sĩ.